về rồi, muốn hoa sinh con hái dâng mẹ. Mùa hoa về rồi, muốn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa hồng rực rỡ bao ý thơ, hoa vàng nhẹ rung dưới ánh trăng, nghe hồn trào dâng chứa chan bao nhiêu ân tình. Hoa về rồi, muôn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa Huệ tỏa ngát bên thánh nhan, hoa đồng thạo dâng không sắc hương, nhưng đẹp tình yêu thiết tha xin dâng lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cha cho mẹ, giữa sàn trần đầy dơ hóng ớn. Do ơn thánh thần, mẹ cứu mang Chúa con ngôi hài. Phúc trên an bài, xin mẹ nghe tiếng con vang. Tuyệt vời của Thiên Chúa, để qua mẹ, nhờ mẹ, hoa lòng của cuộc đời chúng con cũng được tỏa lan cho trần gian hôm nay. Chúng con xin được hiệp thông cùng giáo hội, cách riêng với cha xứ và toàn thể cộng đoàn, xin dâng lên mẹ những bông hoa tươi xinh, muôn màu sắc tượng trưng cho những tấm lòng yêu mến và tri ân của mỗi người chúng con. Xin mẹ đoái nhận, tiếp tục truyền cầu và phúc chúc phúc lành cho thế giới, cho giáo phận, cho mỗi người chúng con hôm nay và mãi mãi. Với tất cả tâm tình tri ân,
đoàn con xin dâng lên mẹ những khúc ca đơn sơ, những cử điệu cung kính và những cánh hoa tươi xinh tiến dâng lên mẹ. Giờ đây, để hợp với những ý nguyện trên, con kính mời cha xứ, quý nam nữ tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn hiệp thông với chúng con trong tâm tình tiến hoa dâng mẹ. Kinh dâng con dâng lên thiết tha, mẹ yêu ơi tháng hoa đã về. Nguyện dâng lên ngàn hoa hương thơm khoe sắc màu, đoàn con cùng hoa ca chúc khen mẹ thiết tha. Hương tiên dâng ngàn hoa sắc hồng, đoàn chúng con cùng nhau dâng tiếng, tiếng dâng lên mẹ. Áng hoa này con kính dâng, tiếng dâng lên mẹ. Áng hoa này con nguyện dâng. Cùng muôn tiếng trống rộn vang, hân hoan khúc hát vang lừng, dâng tiến lên mẹ buồn vui thế nhân. Ngàn hoa khoe sắc hương thơm tỏa lan, kính dâng lên mẹ tháng hoa về, cùng tiến dâng lên cả giáo sư con, mẹ yêu thương chứa che an lành. Nguyện dâng lên ngàn hoa hương thơm khoe sắc màu, đoàn con cùng hoa ca chúc khen mẹ thiết tha. Hương tiên dâng ngàn hoa sắc hồng, đoàn chúng con cùng nhau dâng tiến, tiến dâng lên mẹ. Áng hoa này con kính dâng, tiến dâng lên mẹ. Tháng hoa này con nguyện dâng, tiến dâng lên mẹ. Áng hoa này con kính dâng, tiếng dâng lên mẹ tháng hoa này con nguyện dâng.
Chúa Cha. Đêm ngày tháng năm hiện hữu đâu hoài ý cha. Ngài dựng nên con có tâm linh, đặt vào môi con có tôn vinh, để con dâng lên lời kinh chúng tụng, ngợi khen Chúa Trời.
con tìm kết vòng hoa xinh, xin giấc mẹ màu hoa trắng tình. Hoa huệ thơm ngát đẹp lung linh, trước ngài tòa đức nữ đồng trinh. Nữ vương thiên đàng, nữ vương bàn bình yên, chở che chúng con sớm chiều. Ngợi khen Maria hòa chung ngàn câu ca, tán dương danh mẹ chúng con dâng ngàn hoa, là hoa ngũ sắc thơm hương. Đầy hoa tươi hái về con dâng, dâng lên mẹ màu xanh ước mơ. Xin mẹ thương giữ gìn con thơ, theo gương mẹ tin mến cậy nhờ. Son về Regina, nữ vương thiên đàng, nữ vương bàn bình yên, chở che chúng con sớm chiều. Ngợi khen Maria hòa chung ngàn câu ca, tán dương danh mẹ chúng con dâng ngàn hoa, là hoa ngũ sắc thơm hương. Con dâng hoa sắc vàng xinh tươi, theo gương mẹ làm chứng giữa đời. Dẫu tuổi con giữa ngàn chung khơi, vui có mẹ diêu dắt trọn đời. Vui có mẹ diêu dắt trọn đời. Son về Regina, nữ vương thiên đàng, nữ vương bàn bình yên, chở che chúng con sớm chiều. Ngợi khen Maria hòa chung ngàn câu ca, tán dương danh mẹ chúng con dâng ngàn hoa, là hoa ngũ sắc thơm hương. Xin dâng lên nữ vương mất côi, đầy hoa hồng đỏ xinh thắm tươi. Dâng trang chuỗi thắm nợ trên môi, khấn xin mẹ nâng đỡ mẹ ơi. Con khấn xin mẹ nâng đỡ mẹ ơi. Thank you.
Regina, son về Regina. Nữ vương thiên đàng, nữ vương ban bình yên, chở che chúng con sớm chiều. Ngợi khen Maria, hòa chung ngàn câu ca, tán dương danh mẹ chúng con dâng ngàn hoa, là hoa ngũ sắc thơm hương. Con dâng hoa tím màu hy sinh, luôn đón nhận sự khó hám mình, hy vọng nơi Chúa đầy tình thương, bước theo mẹ vượt những dặm trường. Regina, son về Regina. Nữ vương thiên đàng, nữ vương ban bình yên, chở che chúng con sớm chiều. Ngợi khen Maria, hòa chung ngàn câu ca, tán dương danh mẹ chúng con dâng ngàn hoa, là hoa ngũ sắc thơm hương. Chúng con dâng ngàn hoa, là hoa ngũ sắc thơm hương. Lòng nghiêng nghiêng
trăng soi đồng quê như gió chưa hề êm đềm lời ru. Dòng thời gian đi bao ân tình sâu, xin chấm dâng về những bài hồng thắm cho tròn tình con.
trong tháng năm, tháng hoa Đức Mẹ, không chỉ là giáo hội của chúng ta mà tất cả mọi người có thể trên thế giới đều hướng về mẹ Maria. Cách chia là giáo phận Bùi Chu có lòng yêu với Đức Mẹ, và đặc biệt hôm nay chúng ta cùng với giáo họ chúng ta để dâng những tâm tình qua những bó hoa tươi thắm dâng lên mẹ, và chắc chắn mẹ cũng đã đón nhận những tâm tình của chúng ta qua cuộc rước và qua việc dâng hoa. Giờ đây chúng ta lại vào nhà thờ thân yêu của chúng ta để chúng ta làm một việc rất quan trọng, không phải là xem dâng hoa, lễ hội, bình luận đều hay hát hay vân vân. Đây không còn cái bình luận ấy nữa, mà chúng ta vào đây để hợp với Đức Kitô, dâng của lễ lên Chúa Cha để Chúa Cha đón nhận. Trong buổi lễ đó, chúng ta cũng có phần của chúng ta. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, ước gì mỗi người chúng ta ý thức việc làm của mỗi người chúng ta đều có giá trị nhưng cũng có cấp bậc. Chẳng hạn như mẹ Maria thì chúng ta tôn kính mẹ, còn thánh lễ Chúa Giêsu chúng ta tôn thờ Thiên Chúa. Đó là điều mà chúng ta cần ý thức trong thánh lễ này. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người của Đức Chúa hôm nay, cầu nguyện cho giáo họ, giáo xứ và mọi công việc của giáo họ, giáo xứ cũng như các ông bà anh chị em đã cộng tác trong việc dâng hoa kính Đức Mẹ. Chúng ta chúc mừng cho hoa của hội trung tâm chẳng phải chỉ đến đây. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tuổi đời chúng ta để xứng đáng cười màu nhiệm thánh. Tôi thu nhận Oh.
Chúa toàn năng trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa Hồng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa thánh thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài chức sách phong vụ tông đồ. Khi ông Phêrô bước vào nhà ông Cornelio, thì ông liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy. Nhưng ông Phêrô đỡ ông ấy lên và nói: Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được người tiếp nhận. Ông Phêrô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả người đang nghe lời Thiên Chúa. Những tín hữu thuộc giới các vì cùng đến với ông Phêrô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cùng ban Thánh Thần xuống trên các dân ngoại nữa. Bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phêrô nói rằng: Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? Rồi ông truyền phép rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô. Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày. Đó là lời Chúa. Thank you.
phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Để làm gì? Để tạ ơn Chúa, vì Chúa yêu thương chúng ta quá mức như vậy.
nhưng mà suy ngẫm để chúng ta phải chỉnh đốn lại con người chúng ta đáp lại như thế nào về cái tình yêu bao la. Khi chúng ta biết được như vậy mà chúng ta đáp lại thì tuyệt vời lắm, Chúa tiếp tục đổ đầy tràn đầy phúc chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không biết mà chúng ta lại cố tình chống lại, chúng ta lại không thực hiện những điều của Giê-xu. Ngài nói rằng Thầy yêu các con, Thầy mong muốn các con yêu thương nhau. Và cái thể hiện yêu nhau chính là các con tuân giữ lệnh của Thầy. Và lệnh của Thầy chính là yêu thương nhau. Vì vậy cái tình yêu mà Chúa bảo chúng ta hôm nay không phải lời khuyên. Yêu hay không yêu thì tùy chúng ta phải đâu. Mà mệnh lệnh Thầy ban cho các con một điều rằng là mệnh lệnh này là các con phải yêu thương nhau. Yêu như thế nào? Ngày xưa thì người ta dịch là yêu như chính mình vậy. Hôm nay cái câu đó là không hợp với được. Nhiều thằng nghiện thì thích thằng khác nghiện. Thì bảo rằng Chúa bảo yêu như tôi muốn nó yêu, tôi cũng yêu nó vì tôi muốn nó mặc tôi. Ví dụ như vậy. Hay là một số điều khác, anh kia có chuyện này chuyện kia, thích người ta vào cổ anh ta để gọi là chu tầm chu mã tầm mã. Thì bảo là điều Chúa bảo đây là yêu thương như chính mình. Thì tôi yêu các bạn, tôi rủ các bạn vào cái nhóm của tôi, tôi yêu các bạn, chính mình tôi đang yêu. Vì vậy cho nên người ta cũng dịch cái đó nữa, mà người ta dịch khác, cao hơn. Yêu như Chúa yêu. Đấy, chứ không phải yêu như mình yêu chưa đủ. Yêu như Chúa yêu. Và yêu như Chúa yêu thế nào? Chúa đã chết cho chúng ta, Chúa đã bỏ mạng vì chúng ta, rồi Chúa tiếp tục lập những thánh thể ở chúng ta mọi ngày thân thế. Mỗi lần chúng ta lên trước lễ là chúng ta được nước mình làm, rồi Ngài luôn ở trong những thánh thể để lắng nghe những nguyện vọng ước muốn của tất cả chúng ta. Có những người đến để thân thưa và biết ơn Ngài, có những người đến và làm khiêu trách, có những người đến thì xin vân vân. Ngài chấp nhận tất cả. Nói như vậy thì thấy rằng cái chết của Ngài đã tuyệt vời, và cái đấng tích thể của Ngài hoàn tuyệt vời hơn nữa, để rồi tiếp tục ở chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống hiện tại, để rồi một ngày nào đó Ngài sẽ trở về đón chúng ta một cách đặc biệt, mà chúng ta gọi là Ngài đi để dọn chỗ chúng ta, tôi ta sẽ trở về. Mỗi người chúng ta sẽ được đến nơi chỗ mà Ngài Chúa Giêsu đã thiết lập chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải yêu thương nhau, tha thứ cho nhau. Xin cho mỗi người chúng ta cố gắng suy ngẫm về tình yêu này, để rồi chúng ta cố gắng sống với nhau một cách nào đó cho nó thuận tiện. Đừng bao giờ giả dụ mà chúng ta cứ để xảy ra chuyện kia trong gia đình, trong khu xóm, trong khu nhỏ. Chúng ta muốn làm con Chúa, chúng ta muốn hạnh phúc đời đời sau, thì chúng ta phải tuân giữ lời của Chúa, đó là mến Chúa. Nhưng đặc biệt cái khó hơn mến Chúa chính là yêu người. Xin cho mỗi người chúng ta tiếp tục trong tâm tình đó, để chúng ta được đón nhận ơn Chúa trong cuộc đời này và được hạnh trong đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì lòng khao khát yêu mến. Chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin. Thiên Chúa là Cha yêu thương hết thảy mọi người, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong hội thánh luôn biết sống chan hòa yêu thương, không phân biệt chúng tầm giai cấp ngôn ngữ và tôn giáo, để ngày càng trở nên Chúa, biết sống theo lương tâm chân chính,
hầu đó bày cho người khác thấy tình yêu mà Chúa đã dành cho họ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha rất nhân từ, xin được dùng chúng con như ký cụ bình an của Chúa, để chúng con biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi ăn ngực, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn tối ngầm. Ngõ hầu nhiều người nhận biết chúng con là con cái của Cha cả trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên.
Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều đại mừng. Cũng vậy các chúng thần và quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tôn vinh quang Chúa rằng. Thank you.
xin làm cho màu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho tầm lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh việc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con.